Xin chào các bạn đã quay trở lại với live stream hàng ngày cùng với bác sĩ Doãn Lâm ạ. Xin chào các bạn TikTok. Các bạn đang xem là hình ảnh của một vị khách của chúng tôi hôm nay đến tái khám cắt chỉ sau 10 ngày nâng mũi tại thẩm mỹ của bác sĩ Doãn Lâm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với các bạn khách nhé. Chào em. Vâng, chị. Em giới thiệu một chút về bản thân mình nhé. Em tên là gì này, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu? Em tên Hân chị ạ, 25 tuổi, đến từ Hoài Đức ạ. Hoài Đức ạ? Vâng. Hân đã tìm hiểu nâng mũi lâu chưa em? Em tìm hiểu cách đây khoảng 2 năm chị. 2 năm? Dạ vâng. Em tìm hiểu nhiều bên không? 2 năm chắc là tìm hiểu khá nhiều bên đấy. Dạ vâng, vài bên ạ. Em mới biết bác sĩ Doãn Lâm cách đây khoảng 3 tháng gì thôi. Ồ, tìm hiểu 2 năm xong biết bác sĩ Doãn Lâm 3 tháng và quyết định làm bác sĩ Doãn Lâm. Dạ vâng. Em có bạn bè làm bên nhà chị chưa? Chưa ạ. Thế tại sao em lại lựa chọn bác sĩ Doãn Lâm để thực hiện nâng mũi vậy? Em thấy dáng đẹp và kiểu phản hồi của các bạn ấy thì cũng khá là tốt. Dáng đẹp đúng không? Vâng. Bây giờ hôm nay mình mới tháo đẹp đúng không? Dạ vâng, tự ngồi hộp chị ạ. Tháo đẹp xong kiểu sợ không biết có như ý muốn của mình không ấy. Bây giờ em đang cảm thấy thế nào? Khá là tự tin chị ạ, cũng là đẹp. Đẹp. Dạ, khá là đẹp đúng không? Chị thấy là mình vừa có gọi điện cho người thân đúng không? Dạ vâng ạ. Mọi người cũng khen là đẹp. Chị cũng thấy là chiếc mũi này cũng khá phù hợp với tình trạng mũi, tình trạng khuôn mặt của mình. Mười ngày vừa rồi em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy chỉ là hơi nhức ngày đầu tiên, rồi 2 ngày sau thì bị sưng thì thôi ạ. Còn em không bị bầm. Chỉ bị sưng. Dạ vâng, em chỉ bị sưng thôi. Khi mà tìm hiểu nâng mũi thì mình tìm hiểu những đơn vị khác thì em cảm thấy ra sao? Em thấy kiểu dạng như này, khách feedback lên thì em thấy đẹp, nhưng em lên trang của bác sĩ xem đi thì lại thấy không được dáng mũi như là các bạn ấy có chia sẻ lên. Thì em cảm giác là nó cũng hơi có shipping một chút. Thế em tìm hiểu bác sĩ Doãn Lâm là mình tìm hiểu có cái thông tin nào? TikTok ạ. TikTok. Dạ vâng. Và là những ảnh trước và sau rất là thực đúng không? Dạ vâng. Bên chị thì toàn quay bằng máy cơ, thế là rất là thật. Dạ vâng. Chỉnh sửa thì gần như không có chỉnh sửa, trừ khi những cái video mà khách hàng có gửi cho bên chị thì họ có dùng app thôi. Dạ vâng. Còn đâu là không có chỉnh sửa. Trước đây thì khi mà ở fanpage ấy, thì mình sẽ có thể xem được những cái live stream như chị đang nói chuyện với em này. Dạ vâng. Và phát trực tiếp luôn. Vâng. Thì mình sẽ không có sự chỉnh sửa. Vâng. Và mình có thể nhìn rõ hơn. Nhưng bây giờ thì bên chị gần như là không có chạy fanpage nhiều nữa. Và vâng, chủ yếu là sẽ up ảnh lên TikTok thôi. Vâng. Khi mà nhìn những hình ảnh bên chị thì em cảm thấy ra sao? Em cảm thấy đẹp ấy. Và kiểu dáng mũi thì cảm giác là nó đẹp mà bê. Thì này em chắc là em nghĩ là mình phù hợp. Thế nên là em chọn bác sĩ Doãn Lâm. Chốt trong vòng bao nhiêu lâu? Chắc độ khoảng gần 2 tháng thì đấy thôi chị ạ. Là em có nhắn tin và có nói chuyện với bác một lần. Xong rồi này em bác cho em số chị trợ lý. Thế này em hẹn bạn, lịch rồi em ra đấy em làm. Dạ. Bạn nào tư vấn cho em? Chị. Bạn Ngọc Anh ạ. Chị Ngọc Anh ạ. Vâng. Chị Ngọc Anh chị tư vấn với em ở trên nhắn tin với nhau thôi. Thì là hôm mà em hẹn lịch chị này em ra thì là em lên làm luôn. Lên làm bác sĩ tư vấn luôn trên phòng luôn. Khi mà em làm ấy, mình làm tê làm tiền mê. Em làm gây tê chị ạ. Gây tê không thôi. Dạ vâng. Em cảm thấy ra sao? Em thì thấy đau lúc gây tê. Xong rồi gây tê xong kiểu thử tiêm nhiều quá ấy, chị gây tê nhiều quá mình sợ lúc đấy. Xong rồi cảm giác đấy lúc làm thì không biết gì. Kiểu không cảm giác đau gì. Còn bác sĩ làm gì thì mình vẫn đi biết được. Đúng rồi. Trong quá trình gây tê thì mình sẽ cảm thấy đau nhất là trong cái lúc gây tê thôi. Còn đâu là hỗ trợ cho mình khi mà mình làm xong thì mình cảm thấy trong quá trình làm thì mình sẽ rất là nhẹ nhàng. Bây giờ hiện tại thì em Hân còn nhớ cái mũi cũ của mình thế nào? Ở trên đống thì hơi vo tròn một chút đi. Xong rồi sống mũi em thì hơi thấp. Cái mũi thì hơi to chị. Bác sĩ chỉ định cho mình là nâng mũi gì? Cấu trúc baby ấy chị. Cấu trúc baby la đúng không? Dạ vâng. Với cái hình ảnh của Hân chị đang cầm trên tay thì Hân là một người có cái sống khá là thấp. Dạ vâng. Nó cũng võng rất là nhiều. Dạ. Mình chắc là phải cân nhắc rất là nhiều về cái việc nâng mũi này đúng không? Vâng, em cũng kiểu muốn nâng lâu rồi chị. Nhưng mà thứ nhất là sợ đau, thứ hai là kiểu sợ là có hợp với mình hay không ấy. Bây giờ có thể chia sẻ với chị xem là cái quá trình nâng mũi em có đau không? Không chị ạ, coi như là gần như là mình không đau đâu. Vì lúc đầu thì em hình dung là nó sẽ phải đau khủng khiếp và mình không chịu được luôn ấy. Nhưng mà em nâng xong thì em chỉ đau mất một ngày, hơn một ngày gì đấy thôi. Nó không phải là đau quá mà mình đau trong cái mức độ mình chịu đựng được ấy chị ạ. Với cả nó bị tức là nhiều đúng không? Tại vì khi mà mình nhét một cái sụn cao mà... vâng đúng rồi. Em tức cái lúc đấy nhưng ngay lúc em rút ra được rồi thì em thấy nó bình thường. Kiểu thế, mình nói chuyện các thứ nó cũng dễ chịu hơn ấy. Cái hình ảnh hôm nay của em thì trước khi mà
nâng mũi mình có tưởng tượng được ra sau khi nâng mũi mình sẽ có cái hình ảnh như thế này bây giờ không chị ạ? Ngoài sức tưởng tượng dạ vâng, đến hôm nay em đi tháo các chỉ em vẫn đang kiểu hồi hộp vì không biết là mình tháo chỉ xong rồi tháo cái lè mũi ra nó sẽ như thế nào. Chúc mừng em, chúc mừng rất là xinh rồi, rất là phù hợp với khuôn mặt của mình. Dạ. À, dù là mình còn hơi thiếu một chút cằm nhưng cái này có thể bổ sung sau được. Dạ. À, nhưng mà chiếc mũi đẹp rồi thì mình đã tự tin rồi, tại vì nhìn thân thì chị thấy là rất là xinh, nếu mà nhìn từ góc này rất là xinh. Có thể là cằm hơi thiếu một chút thì mình nhìn góc nghiêng thôi, cằm của em đã đủ độ dài rồi, mình sẽ thiếu độ đường chút xíu ra để cho cái cằm nó nằm trên một đường thẳng với cả mũi thôi là hoàn hảo nhá. Bây giờ chị xin phép là chị sẽ chia sẻ một chút cái hình ảnh của Hân trước khi phẫu thuật nâng mũi để các bạn cùng xem nhá. Mình còn nhớ cái hình ảnh này không? Đây, các bạn có thể xem đây là hình ảnh của Hân trước khi phẫu thuật nâng mũi ạ. Mới chỉ 10 ngày trước thôi ạ. Nhưng mà có thể các bạn nhìn thấy là có thể là thấy là khác hẳn đúng không ạ? Khác hoàn toàn. Mũi của Hân trước đây thì như Hân còn nói, đầu mũi thì cũng có độ cao nhưng mà sống mũi thì gần như là không có gì đúng không? Sống mũi rất là thấp và cái độ mũi dài cũng khá là dài. Trụ mũi thì là hơi bị cụp xuống một chút xíu. Với cái tình trạng như của Hân như thế này thì khi mà đến với chúng tôi, bác sĩ có tư vấn cho em là mình sẽ sử dụng dịch vụ nâng mũi cấu trúc để đưa cao cái phần cấu trúc đầu mũi này. Các bạn nhìn này, phần đầu mũi trước và sau khi làm đã được cải thiện. Đây ạ, đầu mũi rất là cao đúng không ạ? Và sống mũi thì mình sẽ đặt phù hợp với gương mặt thôi, hài hòa tự nhiên với gương mặt. Sau khi nâng mũi cấu trúc thì chúng ta có thể đưa được cao phần đầu mũi này. Đặt sống mũi nhẹ nhàng. Em thích một cái mũi tự nhiên thôi đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Thì đây là một cái mũi khá là hợp với em, rất là tự nhiên. Làm xong chị thấy là cái khuôn miệng của mình nó cũng khá là thay đổi, nhìn trông nó yêu hơn rất là nhiều đấy. Và đây là cả một cái hình thái, gọi là hình thái rất là đẹp của nâng mũi cấu trúc. Các bạn có thể nhìn xem ạ. Ngửa lên giúp chị một chút xíu nhé. Hình thái nâng mũi cấu trúc đã tạo ra lỗ mũi hình hạt chanh. Vì bác sĩ đã đưa được cao cái phần trụ mũi nên là lỗ mũi tạo hình hạt chanh sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đồng thời thì sẽ kéo theo cái phần cánh mũi để giúp cho phần cánh mũi được thon gọn hơn ạ. Mình có thu cánh mũi đúng không em? Dạ vâng đúng rồi ạ. Thu cánh mũi một xíu, gần như là không thấy sẹo luôn đúng không em? Dạ vâng ạ. Em đã bôi kem, chưa bôi kem sẹo đúng không? Em chưa ạ. Các bạn có thể nhìn này, đây chúng ta sẽ cùng zoom vào một chút xíu nhé. Gần như là không có sẹo thu cánh mũi đâu ạ. Các bạn nào lo về cái vấn đề sẹo thu cánh mũi thì có thể hoàn toàn yên tâm, sẽ không để lại sẹo thu cánh mũi. Sẹo sẽ nằm ở trong góc cánh mũi nên là rất là thẩm mỹ nhá. Về nhà mọi người có bạn em khác không? Rùa đeo này. Có chị ạ. Chưa ai nhìn thấy mình đúng không? Vâng. Thon hơn, mình thon hơn trước. Đúng rồi, có một cái phần đúng là như bạn nói đấy. Có một cái phần mà mình không thể nào mà biết được tại sao, bác sĩ cũng không thể giải quyết được, không giải thích được là tại sao. Khi nâng mũi xong thì gương mặt nó sẽ thon gọn hơn. Đấy là một cái điều chắc chắn. Hiện tại chiếc mũi của mình nó cũng khá là ổn định rồi. Đến hôm nay mình cảm giác thế nào ạ em? Có bị đau đớn hay là có cảm giác là bị giảm không? Không chị ạ, em thấy tự nhiên ấy. Nó không đau đâu, mình chỉ cảm giác là mình vẫn hơi ngứa một chút ở bên ở trong ấy chị ạ. Nó đang tái tạo thế nên là mình sẽ cảm thấy là hơi ngứa một chút. Dạ vâng, vì cũng mới có 10 ngày thôi ạ. Trộm vía là mình cũng rất là lành, nó chỉ gọi là hơi vàng nhẹ một chút xíu thôi. Nhưng chị tin chắc là 1-2 hôm nữa thôi là nó sẽ tan hết. Và chiếc mũ của mình tầm khoảng 14 ngày thôi là sẽ đẹp tự nhiên. Cho chị hỏi là khi mà em đến với bên chị nhá, từ cái hôm mà em nói chuyện bác sĩ này, sau đó được Ngọc Anh tư vấn và đến hôm mà mình lên phẫu thuật, sau đó là 10 ngày hậu phẫu, thì mình cảm thấy là dịch vụ này cũng như là nhân viên hay là cơ sở vật chất tại thẩm mỹ của bác sĩ Đoạn Lâm thế nào? Em thấy về kiểu chị trợ lý và chị chăm sóc khách hàng ấy thì được, lúc mà em làm xong thì chị cũng có gọi điện nhắn tin cho em hỏi là mình có cảm giác bị làm sao không ấy, có vấn đề gì không ấy, mình thắc mắc một cái gì thì các chị có thể trả lời luôn ạ. Giải đáp. Dạ vâng. Đúng không? Vâng, kiểu em thì hay có những cái thắc mắc lúc nửa đêm ạ. Ôi giời, nửa đêm. Là cứ 12 giờ hơn 12 giờ rồi bắt đầu em thấy kiểu lúc ấy em mới nhớ ra ấy, nhắn tin ấy thì các chị trả lời em luôn ấy. Bọn chị gọi là tổng đài 24/7. Dạ vâng. Nghĩa là luôn luôn phải túc trực khách, tại vì khách phẫu thuật thẩm mỹ nó cũng sẽ có đặc thù riêng so với những cái ngành khác. Dạ tại vâng vì ạ. Khách vừa phẫu thuật xong khách cần chăm sóc 24/7. Có rất nhiều người đến nửa đêm mới có bắt đầu xảy ra vấn đề, ví dụ như chảy máu hay như thế nào đấy, thì dạ vâng chị vẫn sẽ túc trực để chăm sóc khách hàng thường xuyên. Dạ vâng ạ. Đấy cũng là một phần làm lên tên tuổi của bác sĩ Doãn Lâm. Dạ vâng. Không những là vì tay nghề mà còn vì hậu phẫu cũng như là chăm sóc khách hàng. Dạ. Cảm ơn em đã đặt niềm tin vào bác sĩ cũng như là ekip bên chị để dù là chưa có bạn bè làm bên chị đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà đến đã
đặt niềm tin để đến nâng mũi ở bên chị rồi này. Và sau hôm nay khi mà mũi đã đẹp rồi thì chị tin chắc như vừa cuộc gọi vừa nãy thì chị em bảo là nhìn em đẹp như thế này chị em cũng có động lực làm đúng không? Đúng. Mong là bên chị sẽ đón được nhiều bạn bè cũng như người thân của em đến thẩm mỹ ở bên bác sĩ Loan Lâm thực hiện dịch vụ nâng mũi và làm những cái dịch vụ làm đẹp khác nhé. Sau khi làm mũi mình có dự định làm gì nữa không? Em cân mí chị ạ. Cân mí à? Dạ, cân mí và bổ sung cằm nhá. Dạ. Chắc chắn là sẽ xinh. Tại vì bạn Hân của chúng tôi thì các nét cũng đã đều khá là đẹp rồi, cũng không phải là có cái nhiều khuyết điểm đâu. Ví dụ như mí của em thì mình chỉ cần cách hoặc là mở thêm góc mắt thôi cũng sẽ rất là đẹp. Dạ, bổ sung thêm cằm một xíu để cho cái góc nghiêng nó hài hòa hơn. Cảm ơn em rất là nhiều hôm nay đã đến cắt chỉ và lắng lại để giao lưu cùng các bạn đang xem livestream. Chúc em là sẽ sớm phục hồi thật là nhanh để chiếc mũ của mình nó sẽ mau vào form hơn nhá. Dạ, cảm ơn em rất là nhiều.